Ok, chào anh em. Thì chuyên mục hack não đêm khuya xin được phép bắt đầu. Thì trong cái bài trước đó, thì mình nói về hai chiến lược điều phối rồi là first in first out rồi với cái Robin ấy. Thì trong bài này chúng ta sẽ tiếp đến chiến lược tiếp theo là FGF, là có nghĩa là sorted first gì first sorted job first, có nghĩa là nó chọn cái công việc nào mà ngắn nhất thì nó làm trước. Thì trong cái chiến lược này á, nó có hai loại, một loại đó là không độc quyền và một loại đó là độc quyền. Thì đầu tiên ta đến với cái loại nhất là không độc quyền. Thì cái loại không độc quyền như thế nào, ta có cái lời như thế này cho ba cột. Cột này là cột tiến trình, có bốn tiến trình B1, B2, B3, B4. Cột này là thời gian mà tiến trình nó vào release. Ở đây là đề bài cho 0122. Còn đây là thời gian xử lý của nó 6342. Thì yêu cầu bài toán thì cũng giống như những cái chiến lược kia thôi, là tính thời gian chờ trung bình. WT là wait, waiting time là thời gian chờ, này là viết tắt của chữ trung bình, average. Thì sao? Cách giải thì nó cũng tự tưởng như kia thôi, khác xíu à. Thì đầu tiên thì mình cũng vẽ cái thời gian ra để cho nhanh gọn, thì mình vừa kết hợp thời gian vừa kết hợp với trình bày luôn, chứ không cần thiết phải vẽ thời gian rồi trình bày riêng như những cái thuật chiến lược kia. Thì sao, thì mình cũng bắt đầu từ thời điểm là giây thứ không. Thì giây thứ không mà tiến trình 1 nó vào, nó xử lý, ok, nó ghi ra tiến trình 1 B1 vào rồi. Nhưng mà đến giây thứ nhất thì cái tiến trình 2 nó nhảy vào, như vậy thì bắt buộc cái tiến trình 1 phải nhảy ra, nó phải nhường chỗ tiến trình 2. Thì tiến trình 2 nhảy vào đây, tiến trình 2 thì tại thời điểm lúc này thì mình có được cái B1 với lại xử lý 1 giây rồi, nên B1 còn lại 5 giây. B2 á thì còn lại B2 thì còn lại 3 giây. B2 tại vì nó mới nhảy vào mà, thì trên đề bài nó cho là B2 sẽ xử lý trong 3 giây. Như vậy thì B2 rõ ràng là nó sẽ thay thế nhảy vào nó làm. Lý do bạn phải nhớ là ở đây thuộc toán là công việc ngắn nhất thì sẽ làm trước. Ở đây thì rõ ràng hai cái, một hàng là 5 giây, hàng 3 giây, thì bắt buộc là hàng B1 nó phải trả cho B2 làm rồi. Nó có hai thứ phải xét đầy. Đầu tiên đó là cái thời gian, thời điểm mà đến thời điểm trên cái thời gian này nè mà những cái thằng này nó nhảy vào. Thứ hai á là mình so sánh coi cái thời gian mà xử lý của nó, cái hàng nào nhỏ nhất, hàng nào nhỏ nhất thì nó được quyền nhảy vào, còn hàng lớn thì nó không được quyền nhảy vào, nó thực hiện. Rồi, như vậy ở đây thì hàng B2 nó nhảy vào thực hiện. Nó thực hiện cho đến giây số 2, thời điểm 2. Thì ở ngay thời điểm giây số 2 thì lại có hai tiến trình 3 và 4 nó nhảy vào. Thì mình phải xét tiếp sẽ như nào. Thì sau cái ngay tại cái lúc này đây, thì có phải là sau cái B2 này, cái T2 này á, thì sẽ có tổng cộng là 4 tiến trình. Hiện tại là B1 là 5 giây đã xử lý 1 giây rồi, B2 do xử lý ở đây là nên còn lại 2 giây, B3 thì 4 giây, đây đề bài cho là 4 giây, và B4 là 2 giây rồi. Lúc này mình sẽ phân vân là biết lựa chọn cái nào. Thì bạn để ý cái thằng rõ ràng thì nhìn đây thì rõ ràng là cái thằng xử lý chỉ có hai thằng này nhỏ nhất là B2 và B4. Như vậy là phân vân tiếp là mình chọn cái nào đây. Thì bạn để ý rằng thằng B2 do nó được nhảy vào CPU tại thời điểm B1 nên nó ưu tiên hơn là cái thằng B4 nó nhảy vào thời điểm arrive release nè, nhảy vào cái release, chứ lộn, release ở giây số 2. Vì vậy thì mình sẽ ưu tiên cái thằng tiến trình B2 trước. Như vậy thì B2 sẽ nhảy vô thì nó thực hiện cho xong nó, tại vì nó nhỏ nhất mà, đâu thì nó thực hiện tiếp thì nó nhỏ tiếp nữa thôi, chứ đâu có thể nào nào nhỏ hơn nó nữa đâu, nên gì hơn cho một lèo cho xong luôn. Như vậy nó còn 2 giây thì nó thực hiện thêm hai ô nữa, hai chỗ này nữa, 3 4 3 4. Rồi tới đây thời điểm giây số 4 thì rõ ràng ở lúc này thì B2 nó là bằng không rồi, có nghĩa là thực hiện xong rồi, không xét nó nữa, chỉ còn lại B1, B3 và B4. Thì B1 đây vẫn còn 5 giây, B3 4 giây và B4 là 2 giây. Thì mình lại nhìn rõ ra là rõ ràng B4, cái thời gian xử lý của nó chỉ là giây nó nhỏ nhất. Như vậy nó B4 sẽ nhảy vào nó thực hiện. B4 nhảy vào thực hiện ngay đây.
Rồi đúng rồi. B4 nhảy vào thực hiện thì ngay tại thời điểm giây số 6 ta sẽ có còn lại tiến trình B1 và B3. B3. Rồi, đây thì rõ ràng là B3 nó nhỏ hơn B1 suy ra. Tiếp tục. B3 sẽ nhảy ra đây thực hiện. Rồi, B3 thực hiện xong rồi. Thì bây giờ nó thực hiện 4 giây, 1 2 3 4 thì giờ còn B1 thôi thì mình nó nhảy vô mình nó một động mà thì cứ nhảy vô thực hiện cho xong. Giờ B1 còn lại 5 giây thì cứ thực hiện 5 ô 1 2 3 4 5 5 ô. Rồi. Như vậy cuối cùng là bài toán kết thúc, thuật toán kết thúc. Ở đây thì tất cả các tiến trình đều đã xử lý xong. Đó. Như vậy ở đây lưu ý tổng kết lại là bạn chỉ cần lưu ý hai vấn đề chính, đó là một đó là bạn phải so sánh được là cái hai cái trình tự của nó, cái thời gian vào của nó, cái nào nào trước nào sau. Thứ hai á, cái nào giờ giây nào. Thứ hai á, là nếu như giống cái này á, thì mình phải so sánh tiếp cái thời gian xử lý còn nào lớn, hàng nào nhỏ. Nếu như cái hàng này lớn nhỏ nó bằng nhau á, nó cái hàng thời gian xử lý nó bằng nhau á, thì mình sẽ xét ngược lại là cái thời gian vào ready list của nó là cái hàng nào vào trước, nào vào sau. Đấy, vậy thôi. Bạn coi cái bài giải của mình và đối chiếu lên cái đề để các bạn hiểu hiểu rõ hơn. Rồi, quay trở lại bài toán thì bài toán yêu cầu là tính thời gian chờ trung bình mà thì mình phải tính thời gian trung bình của nó chứ không mình vẽ ra gì đâu có được điểm đầy đủ đâu. Thì cái thời gian chờ muốn tính thời gian chờ trung bình thì phải tính ra thời gian chờ của từng tiến trình. Thì tiến trình B1 sau tiến trình B1 thì tính thời gian chờ làm sao thì nói chung là cái mánh đã làm cái câu này nó cũng tự tự với giống như cái robin nha, cái công thức ấy. Thì B1 ở đây nó nhảy vào ngày thì nó nhảy ra tại thời điểm số 1 giây thứ nhất và nó nhảy vào thực hiện tiếp ở giây số 10. Như vậy thì cái thời gian chờ của nó, cái thời gian chờ của thằng B1 á thì nó sẽ bằng là nhảy vào mà nhảy ra nhảy vào tiếp trừ cho cái thời gian nó nhảy ra và bằng 9 giây. Đếm có đủ nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đủ. Ok. Rồi thằng B2 thì nó công thức nó mình cũng nhớ bạn nhớ không? Cái công thức Robin nó có hai công thức thì trong cái thằng là nhảy vô xử lý xong hết luôn rồi và cho một thằng nhảy vô nhưng mà vẫn còn bắt buộc phải nhảy ra thì ra này cái công thức hai công thức nhất là sao thì ví dụ như thằng B2 đi thằng B2 nhảy vào xử lý một lèo luôn xong nè thì thằng B2 có phải là vào giây số 1 thì số 1 đây rồi giây số 1 đây và mình lấy cái thời gian nó nhảy vào là giây nhất trừ cho cái thời gian mà đáng lý ra nó phải được vào cái ready list là 1. Như vậy 1 trừ 1 là 0. Như vậy thời gian chờ của B2 sẽ bằng 0. Tiếp đến là thời gian chờ của thằng B3. B4 chứ. B4 trước. Chứ bạn muốn xét nào trước cũng được, tùy bạn thôi. Thì B4 thì đáng lấy thời gian vô của nó là 2. Nhưng mà tới giây số 4 thì nó mới được vô. Như mình lấy 4 trừ 2. B4 bằng 4 trừ 2 bằng 2 giây. Như vậy là thời gian chờ của B4 bằng 2 giây. Tương tự gì với thằng B3 là 6 trừ 2 là bằng 3. Bằng 4. Rồi, vậy thôi. Rồi tính thời gian chờ trung bình lấy đống này cộng lại rồi chia cho 4 là ra chia cho tổng số cái tiến trình mà đề bài cho ấy. Rồi ở cái loại thứ hai là độc quyền. Độc quyền thì kiểu giống tự tử giống như cái first in first out vậy, có nghĩa là nó vào xử lý nó vào hết luôn chứ nó không có chừa, nó không có ngán nào hết. Ở trên thì mình còn băn khoăn à ví dụ như thời gian vào ready list đó là giây số bao nhiêu thì có tiến trình nào để xét, còn đây nó vào vào hết luôn mình chỉ xét ở bên cái cột này thôi là cái cột thời gian xử lý. Ở đây á, mình phải xét hai cột, một cái là thời gian xử lý và cái hai là thời gian vào ready list. Nhưng ở đây á, mình chỉ cần cân nhắc ở cái hàng này thôi, còn cái lúc mà vào thì vào hết rồi. Cụ thể như thế nào thì ví dụ như đây hiện B1 ở giây số 0 vào bây giờ nó xử lý 24 giây thì 24 giây quốc luôn. Tiếp tục thì có phải là thằng B2 giây số 1 này nè thì có hàng B2, B3 vào. Như vậy ở đây á, cả hai hàng cùng giờ thì mình so sánh bên đây xem cái thời gian xử lý nó bao nhiêu. Thì có phải là giữa hai này mình phải ưu tiên này tại vì này nhỏ hơn mà. Do cái thuật toán của mình là công việc nào nhỏ nhất, ngắn nhất thì được làm trước. Như vậy B3 nhảy sang vào làm. Rồi. B3 nhảy vào làm thì còn là B2 thì B2 sẽ nhảy vào thôi. Thì còn mình nói mà này B3 nhảy vào trong giây giây 1 2. B3 còn 3 giây thì 1 2 3 xong. Rồi còn ở cái công thức tính thời gian chờ của cái thằng này á thì do mà nhảy vào làm liền tù tì thì nó cũng
Sao nhỉ? Giống như cái FIFO ấy. Nói chung là nó cũng không hẳn là giống FIFO cho lắm, bởi vì nó có xét cái sự ưu tiên công việc ngắn nhất ở đây. Thì lời khuyên của mình thì các bạn nên nhìn vào cái thời gian của mình, của bản thân mình, mà các bạn tính cái thời gian chờ của từng tiến trình. Ví dụ như cái hàng B3 đi, hàng B1 thì tất nhiên nhảy vào làm luôn, không chờ đợi ai rồi, thì nó lúc nào bằng không. Tương tự giống mình FIFO, cái first in first out. Thì nhưng mà cái hàng B3 này, do đáng lý ra hàng bên kia first in first out là đáng lý là sẽ tới hàng F2, B2, B3. Nhưng ở đây là do nó xét cái sự ưu tiên của cái công việc ngắn dài, nên chuyện B3 vô thì bạn sẽ coi coi à, đáng lý hàng B3 ngày đây duy nhất, đây trường hợp đặc biệt duy nhất cùng hàng hai hàng luôn. Thì bạn cứ đếm thôi, dù như từ đây qua đây là 23 giây, giờ nó chờ 23 giây. Cách tính thì bạn ấy 24 trừ 1 đây, giây đây là hàng 23. Còn với hàng B2 đáng lý nó vào duy nhất nó làm luôn, nhưng mà nó phải đợi cái hàng B1 thực hiện xong. Đồng thời nó phải đợi luôn hàng B3 thực hiện xong. Như vậy ở đây thời gian chờ của nó sẽ là khoảng này cộng với khoảng này là 23 giây, cộng với lại 2 giây là 25 giây. Như vậy thời gian chờ của thằng tiến trình B2 là 25 giây. Rồi, vậy thôi, đơn giản. Ok, như các bạn thắc mắc thì vậy thì các bạn cứ để lại comment bên dưới, rồi mình sẽ trả lời cho các bạn.